mình cứ lên thế nhá, mình bật lớp mỏng lên lên, ok. À, thì chính nhắc lại cái tùy thuộc vào cái độ dày mỏng của khách hàng mình chia nha. Rồi, tốc độ xuống ở đây, tốc độ xuống và anh cho mình cắt cái line nha. Chúng ta làm hết cái phần còn sau, phần còn lại nha anh em. Rồi, mình chia nha. Đây, thẳng về phía sau. Đó, anh chị em thấy không ạ? Anh em nhớ là anh em chia cho nó sạch nha. Càng sạch thì anh em càng cắt dễ dàng hơn. Đấy. Rồi, tiếp tục phần cắt nha. Mắt nhìn đường line, song song với đường line. Lưng thẳng nha. Anh chị có thể là bắt ghế hoặc là anh chị quỳ gối xuống anh chị cắt. Hoặc là thì kêu khách hàng bơm ghế cao lên. Đấy. Dùng năng lực thương nha. Anh chị nhớ cái tay của mình không được cong nha. Và cắt bằng mũi kéo, dịch kiểu phía sau. Nhớ là cắt bằng mũi kéo nha anh em. Đấy, rất là tự nhiên nha. Rồi, cứ thế mình làm phần còn lại. Làm hết phần phía sau nha anh em. Anh chị nhớ đi nha, anh chị dỗ cái mũi kéo nhẹ nhẹ vô và sau đó mình cắt. Di chuyển cơ thể mình theo đường line, mắt song mắt song song với đường line nha. Mắt mình song song với đường cắt nghe anh chị em, không song song với đường chia. Rồi anh chị em thấy chưa ạ, mình có một đường line rất là rõ ràng. Cái phiên bản kỹ thuật nó giống nhau, có thể mình làm phiên bản ngắn dài gì cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ tới cái hình hai bên băng tay mình vẽ như thế nào nha. Rồi chúng ta đã làm xong cái phần ở phía sau rồi, thì bây giờ tiếp tục anh chị em nhìn nha, mình sẽ làm tiếp phần hai bên. Thì cái phần phía sau mình làm rồi thì cái kết cấu mình vẽ ngang, thì lúc này mình có thể là ở phía trước này mình chia ngang là ở phía sau, là anh chị em nhìn nha. Rồi phần này là nãy mình đã xử lý xong rồi nè anh chị em thấy không ạ? Đó, mình đã xử lý xong cái phần này hồi nãy mình cắt ở phía sau rồi đó. Anh xin nhắc lại cái đường này là mình phụ thuộc vào dày mỏng của khách hàng nha. Rồi cái hai bên băng tay này thì mình xử lý như thế nào ạ? Mình chia gì, chia một lớp mỏng tiếp luôn. Đấy, anh em hiểu không ạ? Vì cái kết cấu bên trong này nó sẽ hiện cái kết cấu bên ngoài. Đó, thì tóc nó sẽ rơi xuống đây. À, anh em thấy mặt tóc nó rơi vô như này. Đấy. Chúng ta sẽ cắt. Anh em thấy không ạ? Chúng ta sẽ cắt cái phần tóc này nó rơi trên đây. Đấy. Ok, giờ chúng ta sẽ thực hành nha. Chúng ta sẽ chia từng lớp một. Rồi, anh chị lấy ra nhé. Đấy. Và mình đã làm phần phía sau rồi. Anh chị em nhớ là anh chị em đã vào ống tóc ướt nha. Rồi, anh em nhìn kỹ nha, mình sẽ chia
với một lớp mỏng. Rồi mình sẽ kẹp lên. Đấy, thấy không? Giờ cái vòng phía sau này mình bóc ngang luôn để chúng ta sẽ lấy coi đem chuẩn. Đấy, chúng ta kẹp lên thì lúc này chúng ta có đem chuẩn này, thấy không? Thì nhớ đảm bảo cái con ken đó là tóc nó phải thẳng như thế này nha. Đó, và ngay cái mang tay này, cái lưu tay ấy, thì nó sẽ đổ tóc lên, thì anh chị em sử dụng cái mũi kéo ít lên giống như phần gáy thôi nha. Rồi anh chị em nhớ là cái hông của mình song song với đằng kia. Rồi anh chị em nâng cái tóc lên nhé, nâng lên và gồm dùng gan lực thưa nha. Rồi nâng lên, chạy xuống và sau đó mình đi thẳng xuống và mình dọn nhẹ. Rồi sau đó mình cắt. Anh chị em lưu ý nhé, cái đầu kem nó thẳng thế này. Nếu như trường hợp cái đầu kem nó hơi cuốn gì, anh chị em cắt cục lát gì, cái tóc kem nó ngửa, cái hàng ngước lên á, thì nó sẽ bị không còn chuẩn vuông nữa mà nó hơi đổ rồi sao? Anh em hiểu không? Rồi chúng ta tiếp tục chia tiếp. Rồi chúng ta tiếp tục chia tiếp một lớp mỏng. Đấy, cứ thế mà anh em làm hết luôn nhé. Rồi chúng ta chia đây, chúng ta lấy đem chuẩn. Anh em nhớ đây là kỹ thuật nha. Đây biểu diễn cái line vuông và thực hành. Rồi chúng ta nâng mũi kéo lên và đưa căng lực thích ở căng lực thưa, nâng lên chạy xuống, dỗ nhẹ nhẹ và chúng ta cắt. Rồi nâng lên, dỗ nhẹ nhẹ và chúng ta cắt. Đấy, anh em thấy không ạ? Rồi cứ thế mình làm hết luôn nhé. Rồi anh em lưu ý là để đầu kem thẳng nha, mắt song song với đường chia, hông mình song song với đường lai. Rồi khi lên lớp trên rồi chúng ta không cần phải nâng lên nữa mà chúng ta chạy xuống, chúng ta dỗ nhẹ, chúng ta cắt coi. Rồi anh em thấy không ạ? Trước khi cắt anh em để ý cái tay, cái kiểu tay của mình nha. Thì khi đường chảy như này nó bị xéo lắm, anh em phải vuông góc vậy nha. Ok nè anh chị em, thấy không? Cắt là thẳng nha. Rồi chúng ta sẽ cắt luôn phần còn lại. Và cứ như thế anh em mình làm cái phần bên kia y chang như thế luôn nhé. Rồi chúng ta làm phần bên kia như thế luôn. Rồi đây là cái phần tóc còn lại đang ta cắt cái bên kia, anh chị thấy kết quả nha. Thì đây là kết quả đang đã cắt xong ướt, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị xịt khô. Đây anh chị thấy nhá. Rồi đây là ta sẽ nhắc lại cái kỹ thuật giống nhau, phiên bản dài ngắn có thể mình tự quyết định tự thay đổi, mình có thể cắt ngắn cắt dài tùy ý mình, nhưng mà kỹ thuật đều giống nhau nha anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ sấy nha. Sấy tóc dành cho em lưu ý nha. Khách hàng cứ cúi đầu xuống 45 độ nhẹ. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái sấy là như thế này nha, sẵn cái đầu. Rồi bây giờ chúng ta đã sấy khô rồi, mình sẽ kẹp cho anh em.
và mình kẹp xuôi kẹp thẳng để mình chỉnh cái đường lai lại. Rồi ok, đây là cái mái tóc mình đã xúc khô và mình kẹp. Thì bây giờ mình sẽ xịt chút xíu keo và mình sẽ chỉnh là những cái cọng không đều chút xíu là mình đã hoàn thành cái kỹ thuật lai vuông. Đấy. Cái này mình xịt keo ít hơn đây nè. Đấy. Rồi mình xin dây là những cái đường diện thẳng nha. Anh em lưu ý là mình đi bằng mũi kéo thôi nha. Đấy. Rồi chúng ta đi bằng mũi kéo nha. Nó không có nhiều để cắt đâu nha anh em. Rồi anh chị bấm mỏng bằng mũi kéo mình lên đây nha. Ok, mình đã hoàn thành xong cái kỹ thuật live vuông. Chúc anh chị thành công nha.